ba con quá đi. Không biết là hôm nay ba con lại lặn ngụp ở đâu nữa rồi. Lặn gì vậy mẹ? Hồ bơi hả? Ba đi hồ bơi á mẹ. Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ ơi. Im lặng đi. Con biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Mau tắt tivi đi ngủ cho mẹ. Ba mới là người đi về trễ, sao mẹ lại nổi giận với con? Còn hỏi nữa, hay là con muốn mẹ cho một trận thì mới hiểu tại sao mẹ nổi giận hả Chadu? Dạ thôi, con hiểu rồi. Tự nhiên chị chọc giận mẹ chị không biết nữa. Báo hại bây giờ em không xem tivi được nè. Mimi nè, chị rất vui vì em ở đây với chị á. Ơ, ý gì đây? Ý của chị là chị đang cần người để trốn giận. Đăng Ma, Đăng Ma phải ra đây, nhột quá à nhột. Đi đâu vậy hả? Không kịp trốn đâu. Trời hồng hồng mà nắng trong trong á. Các cô ơi, bao giờ rồi nè? Anh nhỏ tiếng chút đi, hàng xóm chắc dậy hết bây giờ. Ba về rồi. Ôi trời ơi, con có chịu nổi không? Người của anh chỉ toàn là mùi rượu. Ba ơi. Trời ơi, các công chúa của bà chắc là mấy đứa đang đợi bà về đúng không? Dạ. Vậy bà phải thử cho các con rồi. Để bà coi có cái gì không bà. Đây, đây nè, đi mua cái gì ngon ngon ăn nha. Con cảm ơn ba, con thương ba nhất ba. Hai đứa thương ba như vậy, thử thêm cho con mực nè. Trời ơi, mấy đứa này thiệt là. Nhiệm vụ đã xong. Thần thân là của trời. Sao cái lời gì lại chia đều chứ? Chia cho em với. Bà xã ơi, anh có chuyện muốn nói. Tắm xong rồi nói. Người của anh toàn là mùi rượu không hả? Bà xã, anh nghĩ làm rồi. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nhưng em đừng lo, anh vẫn còn trẻ mà. Lúc trước anh có nói với em rồi, chính sách của công ty không phù hợp với anh. Quan trọng là anh không tìm thấy được tương lai khi làm việc ở công ty. Anh sẽ cố gắng, em hãy tin anh nha. Bà xã ơi, anh nói là anh đã nghỉ làm rồi. Bà xã ơi, em làm sao vậy? Má sắp nhỏ ơi. Em đi đâu vậy? Đi nhà vệ sinh. Mẹ ơi, tụi con đi học đây. Lâu rồi không được ngủ ngon như vậy. Chị thật sự rất sảng khoái. Con nít con nôi mà nói chuyện cứ y như người lớn. Ba con vẫn chưa dậy nữa hả mẹ? Bộ hôm nay ba không đi làm sao? Đúng vậy, ba của con nói là không muốn đi làm nữa. Wow, ba đúng là sợ mấy cái đứa này bảo đi học đi trễ bây giờ đó. Chị muốn được nhanh chóng trở thành người lớn. Người lớn sung sướng lắm, có thể coi tivi tới tận khuya. Nếu không thích thì cũng không cần phải đi làm. Trời ơi cha đâu, có lúc em thấy chị còn ngây thơ hơn cả con nít. Chị tưởng lúc nào ngày lớn cũng được làm điều họ muốn hả? Chị ơi, em nói đúng mà sao chị đánh em? Đừng mà, đừng đánh nữa. Đừng lại đó nha trời. Hôm nay ba vẫn không đi làm sao? Đúng vậy. Công ty của ba được nghỉ hả ba? Đúng vậy. Thật hả? Các công ty khác đều được nghỉ sao? Đúng vậy. Sao hai đứa còn chưa chịu đi học nữa? Mẹ nghe con hỏi mà muốn phát mệt luôn rồi đây nè. Ba của con bị thất nghiệp rồi, không có đi làm gì hết á. Cho nên khi điền mẫu khai lý lịch của gia đình, các con phải ghi ở chỗ việc làm của ba con là thất nghiệp. Đã hiểu chưa? Mẹ nói có thiệt không ba? Thật đó. Chị ơi, chị không sao chứ? Sau này chúng ta phải làm sao đây? Chị ơi, trường ở hướng này mà, chị đi đâu qua đó vậy? Nhanh lên. Các em, bây
bây giờ chúng ta sẽ mở sách trang 78 nha. Shadow à, mình thấy hôm nay bạn lạ lắm. Suốt cả buổi sáng mà bạn không nói tiếng nào hết. Bộ có chuyện gì hả? Bạn làm ơn đừng có hỏi mình nữa. Bây giờ mình đang rất là buồn luôn á. Tạm biệt nha, ngày mai gặp. Ngày mai gặp lại. Mẹ nói ngay cả khi ba đi làm thì nhà mình vẫn rất là khó khăn. Bây giờ thì sẽ ra sao chứ? Có lẽ là mình sẽ không được mặc áo mới và giày mới nữa. Xong rồi, áo của con đây nè, cha đun. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cái áo này đẹp quá đi à. Chuyện quần áo không nói, còn chuyện ăn uống của cả nhà nữa chứ. Đồ ăn đây, mọi người mau ăn đi. Đây là dưa cải muối mà. Mẹ thấy trong thùng rác nhà Minh Chi có rất nhiều, cho nên mẹ lấy về, các con có ăn thoải mái đi ha. Vào mùa đông thì thậm chí mình và Mimi còn phải nghỉ học nữa. Bạn sao vậy? Có chuyện gì nói mình nghe đi. Sao bạn lại đi theo mình vậy Minchi? Mình nói là muốn ở một mình rồi mà. Nhưng đây là đường duy nhất về nhà mình. Không đi đường này thì đi đường nào chứ? Nó cũng phải hơn. Đằng kia có phải là ba của bạn không? Ba làm gì ở đây vậy? Xấu hổ quá đi. Bạn đang nói gì vậy? Giờ này ba của mình đang đi làm mà sao có thể xuất hiện ở đây được? Chị chắc có lẽ mình nhìn lầm. Minchi nè, hôm nay tụi mình đổi đường này đi đi ha, được không? Nhưng đường này đâu có về nhà mình được đâu. Không sao đâu, bạn cứ đi theo mình là về được mà. Cha Đu à, thật sự là bạn không có chuyện gì chứ? Hồi nãy sao mình lại làm vậy chứ? Rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy nè? Dạ thưa mẹ, con về rồi. Con gái cưng của ba về rồi. Hôm nay bà có mua kem cho con đây nè. Đây là bánh kem cá. Bà nhớ cha đu của ba thích nhất là món này có đúng không? Nè con. Vậy thôi, bây giờ con không thích ăn nữa. Sao mình lại bỏ chạy chứ? Ý của mình đâu phải như vậy đâu. Cẩn thận đó. Chuẩn bị ra. Đỡ nè. Chú đang ngồi đó là ai vậy ta? Là ba. Bạn bè đều đang ở đây, mình có nên giả bộ là không biết bao. Mà cũng thiệt là không biết bác bảo vệ đang làm cái gì nữa. Tại sao lại để cho một người say xỉn tự do vô trường như vậy? Ba làm gì ở đây vậy? Xấu hổ quá đi. Không sao đâu, bạn cứ đi theo mình là về được thôi. Đây là bánh kem cá. Ba nhớ là cha đu của ba thích nhất món này đúng không? Dạ thôi, bây giờ con không thích ăn nữa. Các bạn không cần lo. Bây giờ mình sẽ đi kêu bác bảo vệ. Chắc chắn bác ấy sẽ biết cách xử lý. Ai vậy? Là mình đó. Bạn ăn nói cho cẩn thận đi. Người đàn ông đó chính là ba của mình. Chắc là đúng rồi. Cô ơi cô, người đó thật sự là ba của em. Có lẽ là ba em uống hơi nhiều rồi. Cô cho em xin nghỉ để đưa ba về được không cô? Tất nhiên là được. Cha Đu à, chắc là ba của em sẽ vui lắm đó. Dạ. Hồi lúc cô bằng tuổi của em bây giờ, cô rất xấu hổ vì mẹ cô bán hàng ở chợ, cho nên lúc nào cô cũng giả bộ là không quen biết ba mẹ. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, cô thấy mình có lỗi quá. Cô ơi, sao cô có thể làm như vậy được chứ? Là gì? Em nghĩ là cô nên đi gọi điện thoại cho ba mẹ liền đi. Đúng rồi đó. Xin lỗi con nha cha đu, ba chỉ muốn nhìn xem con gái ba ở trường như thế nào thôi. Ba thấy rất có lỗi vì từ lúc con đi học tới giờ ba chưa từng đến trường con lần nào, nhưng lại khiến con xấu hổ rồi. Con không hề thấy xấu hổ gì hết. Ba là ba của con mà. Cha đu à. Ba ơi.
Công chúa của ba, mình đi ăn bánh gạo cây nha. Cần có bánh rán và bánh hấp nữa. Tất nhiên rồi, còn có trứng, xúc xích và khoai lang nữa nè. Quen không? Ba là người tuyệt vời nhất trên đời. Wow, ngon quá đây. Lâu lắm rồi ba mới ăn lại món này á. Đang trong giờ học, con không ở trường mà ở nhà làm gì vậy hả cha Đu? Dạ tại vì con. Được rồi, chuyện đó để sau hẳn nói. Ông xã à, anh mau chuẩn bị đi làm đi. Sếp của anh mới gọi điện nói cho em biết đó. Cái gì, sếp của anh hả? Ba ơi, vậy là ba vẫn chưa nghĩ gì có đúng không? À đúng vậy. Wow, ba thiệt là tuyệt vời. Con ăn no rồi, bây giờ con quay lại trường để học tiếp đây. Anh nghĩ gì về tương lai của mình hả? Anh thật sự muốn bỏ việc sao? Em nghe nói anh đã uống say rồi hành động vô lễ ngay trước mặt sếp, có đúng vậy không anh? Không phải đâu. Tại anh thấy ông ấy rất giống người bạn học chung lớp ngày xưa cho nên mới tới nói chuyện. Anh không có ý làm vậy mà. Ông xã, anh đi đâu bộ cầm quá vậy? Rửa mặt đi rồi vô ăn cơm. Mẹ ơi, cho con đi chơi chút nha. Hả? Wow, con nghĩ chị ấy có thể tham dự Thế vận hội Olympic đó mẹ. Tốc độ phóng ra khỏi nhà còn nhanh hơn ông qua 2 giây luôn. Còn với cái, mình đã nói với nó biết bao nhiêu lần là phải làm bài tập về nhà xong rồi mới được đi chơi, vậy mà không lần nào nó nghe lời mình hết. Bài kiểm tra hả? Sao điểm thấp quá trời vậy? Những bài học lớn. Sao mà kỳ quá vậy ta? Hôm nay mấy bạn đi đâu hết trơn rồi không biết nữa. Mình vừa phải trốn rồi còn phải đi tìm một mình, thiệt là mất thời gian quá đi. Dạ đói bụng quá. Mẹ ơi, mẹ con có thể ăn cơm chưa? Ủa, hai đứa ngồi đó làm gì vậy? Cha Đu, con chơi như vậy đã đủ chưa? Mẹ ơi, làm sao mà đủ được? Đi chơi không bao giờ đủ. Con gái của mẹ có thể đi chơi mỗi ngày luôn cũng được. Ủa nhưng mà tại sao mẹ lại hỏi cái này? À, chị biết rồi nha. Là hai đứa có đúng không? Tại sao hai đứa cứ luôn làm cho mẹ buồn vậy? Không phải tôi bạn đâu. Đây là bài kiểm tra hôm nay của con mà. Thì ra mẹ bận vì chuyện này hả? Không sao đâu mẹ ơi, chuyện nhỏ thôi mà. Do con không thuộc bài cửu chương 6 nên mới như vậy thôi. Lần này con sẽ cố hơn. Con còn dám nói đây là chuyện nhỏ nữa hả? Bài cửu chương 6 thật sự rất khó mà. Nếu con làm được điểm cao thì mẹ có thể cho con đã lên tới lớp 3 mà phép nhân còn không thuộc thì còn làm được trò trống gì nữa hả? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Mẹ cha Đu à, chị đừng lo lắng quá mà. Suốt thời gian qua tôi đã quá bận rộn, không thể quan tâm nhiều đến chuyện học hành của mấy đứa. Chị có thể bắt đầu quan tâm từ bây giờ mà, con bé chỉ mới học lớp 3 thôi. Dạ con chào bác. Mẹ ơi, con đi học thêm nha mẹ. Đi đi, học chăm chỉ nha con. Dạ. Minh Chi còn đi học thêm nữa hả? Tất nhiên rồi, bây giờ mấy đứa nhỏ đều như vậy hết mà chị. Anh không đồng ý. Được rồi. Cha Đu mới học tới lớp 3. Con bé đang trong tuổi ăn tuổi chơi và cần phải có thời gian với bạn bè nữa, có đúng không? Nhưng mình làm như vậy thì con bé nó lại càng lúc càng ham chơi. Biết là vậy nhưng mà mình cũng nên xem lại chuyện này. Hả? Bà xã con nè. Em không có giỡn mặt với anh đâu nha. Hãy nhìn mấy đứa nhỏ hàng xóm kìa. Có đứa nào mà không đi học phụ đạo chứ? Không học thêm cũng được, nhưng nếu cha Đu bị tụt lại thì sao? Rồi tương lai sau này của con nó, nếu vẫn tiếp tục tụt lại phía sau người ta thì sao? Ê, thiệt là em bỏ suy nghĩ đó đi mà. Con bé sẽ không bao giờ bị tụt lại đâu. Anh có cho nó đi học hay không thì nói. Được rồi, học thì học. Minh Chi à,
con coi chừng cha đu giùm bác nha. Mẹ làm quá không? Con có phải là con nít đâu. Dạ, con sẽ canh chừng cha đu. Thưa bác, tụi con đi học. Trời, cha đu, con phải học hành cho đàng hoàng đó. Mình cứ tưởng bạn gái học thêm lắm chứ, cha đu à. Nhưng nhìn bạn phấn khích như vậy mình thấy yên tâm. Tại sao mình phải ghét học thêm chứ? Mình đang rất mong chờ đây. Tới lớp mình có thể quen được nhiều bạn mới, vui biết bao. Thật không? Nghe bạn nói vậy mình vui lắm. Nhưng mà ở đó có bao nhiêu người bạn vậy? Tính cả bạn nữa thì có tất cả 5 người. 5 hả? Sao số lẻ vậy? Nếu muốn chia nhóm thì làm sao mà chia đây? À đúng rồi ha, vẫn còn thầy giáo mà. Thật là tuyệt vời. Chắc chắn là các buổi học sắp tới sẽ rất là vui đây. Biên Chi ơi, gặp bạn ở lớp học thêm nha. Em là cha đu phải không? Hãy cùng các bạn học hành thật chăm chỉ được chứ? Dạ được. Nhưng mà thầy ơi, sao em nhìn thấy thầy quen? Ở cái gì? Em nói thật chứ. Thầy có khuôn mặt quen như vậy hay sao? Em thấy rồi. Ồ. Là ở đây nè thầy. Khuôn mặt của thầy nhìn giống y chang con mực biển ở trong sách sinh học luôn. Cha đu à. Các bạn ơi, kể từ bây giờ chúng ta gọi thầy là thầy mực biển đi, đồng ý không? Ba, công nhận bạn ấy gan thiệt chứ, đúng không? Bạn ấy luôn là vậy á thầy. Được rồi, cha đu, em hãy ngồi kế bên Minh Chi đi. Thầy, trước khi bắt đầu buổi học phụ đạo, chúng ta có thể duỗi người nhẹ nhẹ để có thể tập trung học tốt có được không thầy? Sao lại không được chứ? Các em hãy duỗi người nhẹ nhẹ để lát nữa tập trung hơn nha. Ơi, thầy thấy cái này không có nhẹ tí nào hết cha đu ơi. Thầy ơi, em tới đây. Trời ơi, cái lưng của tôi. Cái lưng của tôi. Chúng ta đã duỗi người xong rồi, bây giờ hãy bắt đầu buổi học ngày hôm nay thôi. Dạ, thưa thầy đồng biển. Rồi, các em hãy mở trang 52 của sách bài tập đi. Ủa, nhưng mà thầy ơi, ở trường tụi em vẫn chưa học tới bài đó đâu. Trong các tiết học phụ đạo, chúng ta sẽ học những thứ chưa được học ở trường. Đây là trang bị kiến thức. Nhưng mà nếu như bây giờ em học trước kiến thức như vậy thì khi lên trường sẽ không có gì vui nữa. Cha đu nói đúng đó thầy. Thiệt tình là em cũng nghĩ vậy á. Đó là lý do tại sao khi lên lớp mình không thể tập trung nữa. Trước khi học thêm thì bạn cũng có tập trung được đâu. Không phải như vậy. Nếu các em học trước thì khi lên lớp các em sẽ hiểu bài nhanh hơn, từ đó nắm vững kiến thức hơn. Mình nghĩ thầy nói đúng. Có thể không? Bây giờ thầy và các em cùng giải đề nha. Thầy ơi thầy, cho em hỏi. Để lại chuyện gì nữa? Dạ thưa mẹ, con về nhà rồi. Về rồi hả? Lớp học thêm của con thế nào rồi? Mẹ ơi, học thêm vui lắm luôn đó mẹ. Thầy giáo là một người thật sự rất tuyệt vời. Con mong mau tới buổi học ngày mai quá. Thôi thiệt là, nếu biết con bé vui tới như vậy thì mình đã cho con bé đi học sớm rồi. Trong trường hợp này, chúng ta phải tính phép tính trong ngoặc trước, sau đó tính phép chia, và khi chia ra đáp án sẽ là... Là 3! Rất chính xác, đáp án là 3. Thấy chưa, mình đã làm đúng rồi nè. Cái gì? Thật chứ, sao nhanh quá vậy? Cha đủ à. Hãy làm cho em một tô mì được không? Em mà khoan đã, em có thể tự nấu mì được mà. Có ai muốn ăn nữa không? Có, ăn của mày nữa. Nè, mấy đứa ơi. Nè, trước tiên chúng ta phải nấu nước dùng trước. Không phải đâu, mình nhớ là nước dùng phải nấu cuối cùng. Phải nấu không trước phải đi, nước ở nhà mình nấu cuối cùng vậy đó. Tao bị mình cũng nấu giống y mà luôn nên chắc chắn không sai. Trời được ơi, bạn nấu sai rồi, mình vậy cấp cho mày vô. Mở ra đi. Mày lên nhà bếp cháy rồi, phải làm sao đây? Có chuyện gì mà các em ồn ào quá vậy? Trời ơi, bếp của tôi. Xử lý cho.
Thật sự tôi nghĩ là lớp học của tôi không thích hợp với em Trà Đu. Dạ? Không lẽ lúc ở trên lớp con bé thật sự chỉ lo đùa giỡn mà không tập trung học thật hả thầy? Tôi thấy con bé rất hào hứng khi đi học nên tôi không nghĩ là nó lại làm như vậy. Tôi xin lỗi thầy nhiều nha. Không, không phải đâu chị. Đó không phải là ý của tôi muốn nói. Cái gì? Vậy ý thầy? Trà Đu nói nếu là em ấy học trước các bài học thì giờ lên lớp sẽ rất nhàm chán. Em ấy nói rất đúng. Hôm đó khi nói ra vấn đề này tôi hoàn toàn không thể phản bác lại được. Đó là điều tất yếu khi học thêm. Vì biết trước nên lên lớp các em sẽ rất lo ra. Cho nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Trà Đu học mọi thứ ở trên lớp. Em ấy sẽ thấy thú vị và vui vẻ khi tìm hiểu cái mới. Nghe thầy nói vậy tôi thật sự biết ơn thầy nhiều lắm. Trà Đu đã nói với tôi là nó rất thích các tiết học của thầy. Giờ tôi đã hiểu lý do rồi. Trà Đu nói vậy hả? Mình có thể sống yên ổn rồi. Mẹ ơi, con có thể tiếp tục đi học thêm nữa được không? Không cần đi học thêm nữa. Từ giờ con được tự do. Nếu con có thích làm cái gì thì con cứ làm cái đó đi. Dạ con biết rồi. Vậy con ra ngoài chơi đây. Ta-da! Ôi trời đất ơi, phép lạ gì đang xảy ra vậy nè? Đây thật sự là bài kiểm tra của con đúng không hả? Thì con đã nói rồi mà, tại con không thuộc bản cửu chương nên mới điểm thấp thôi chứ bộ. Vậy bây giờ con đã thuộc rồi có đúng không? Dạ tất nhiên. Sao lại xiên vậy? Ba nói nếu như con làm bài tốt, ba sẽ mua cho con một bộ đồng phục đá bóng của đội bóng mà con thích. Ba, con đã nói như vậy sao? Ba mới nói xong là con học bài liền luôn. Bà xã ơi, bài kiểm tra toán của Trà Đu đạt điểm số tối đa rồi. Anh có thể lấy lại phụ cấp phải không? Ôi trời ơi, muốn lấy gì thì lấy đi. Yeah.